Ok, chào con. Xin chào Thợ Quang với chào tất cả mọi người diễn đàn. Dạ, chào cậu cả. Tôi là Cầm Nguyễn, Chào sống hai vị. ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa USA. Tại vì tao coi một cái clip của một cái thằng tí gì đó, nó nói rất là hay, mà mình nó nói là không bắt có thể bắt bẻ được, mà rõ ràng đúng rồi, theo theo nó cái like của đó là coi như là nước Mỹ là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa USA, và tao nằm ở tiểu bang Minnesota, cũng là một cái tiểu bang của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa USA. Bữa nay mình là làm bàn một chút xíu về cái vấn đề của chiến tranh Ukraine với lại Mỹ, với lại tất cả các nước khối NATO. À, thì ở đây thì mình thấy một cái điều này là mình mới cảm thấy là mình cảm nhận được, như con cũng vậy thôi, cảm thấy là Mỹ lúc này yếu à, nó không còn kiểu hùng hổ nữa. Theo bố thì bố nhận định là cái này nó cũng phát nó bắt nguồn từ vào cái thời cái tổng thống Donald Trump. Đúng rồi. À, có nghĩa như vậy, ngày xưa tôi Donald Trump còn đang tại chức thì Donald Trump không có chơi với bất cứ ai cả, và tất cả cả Liên Hợp Quốc cũng không chơi luôn, kể cả khối NATO cũng cắt đứt luôn, tất cả đứt mẹ gì trong tao chơi một mình đó, cắt đứt quan hệ và đã ra tối hậu thư rồi lên không có chơi với khối NATO rồi Liên Hiệp Châu Âu gì, ông cắt ráo nào hết trơn rồi. Cho nên vì bây giờ á, nói một cách khác á, là có nghĩa là anh mà được cái hợp đồng hoặc là có một cái gì đó thì rất là khó khăn, anh nhưng mà khi anh cắt hợp đồng thì rất là dễ, nhưng mà khi anh tái lập lại cái hợp đồng đó cũng rất là khó khăn, bởi vì người ta nghĩ rồi mấy gì kỳ quá rồi, mà lúc có lúc không thì không vận động. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là bố cũng có cảm tình đối với nước Nga, bởi vì ngày xưa bố đi làm còn ở trong nước, bố đi làm trong nhà văn hóa lao động, thì ngày xưa những cái bài nhạc tình khúc của nước Nga nó cũng đã thấm vào trong máu à. Nó chẳng hạn như là bài những cái bài mà hồi xưa bố đi làm trong nước á, bố ngày xưa chẳng có biết nước Nga là đâu, nhưng mà vì nó thâm nhập vào cái một ngày một chút, ngày một chút, ngày một chút, thì mình cảm thấy xứ Bạch Dương nó có một cái gì đó mà nó làm cho mình cảm thấy êm ả. Thế gì, nhưng mà đọc cuốn sách bên bên sông ở bên cái gì bên gì dòng sông êm đềm gì đó rồi Volga hả? Volga, rồi những cái bài giống như kiểu là tình ca Chào Katyusha, Trung. rồi gì chiều Moscow, rồi kiểu đó hoa hồng, nó thấm vào trong máu rồi, nó cứ nó tham nhập từ từ. Mình nói một cách khác là mình có cảm tình, nó thẳng là như vậy. Thì nó có một cái điều buồn cười ở chỗ này, có nghĩa là nước Mỹ á, khi đến nay thì hầu như là đéo cần xin phép. Nó tung đến không cần xin phép, và tất cả mọi đất nước rồi kể cả khối NATO kể cả kia đủ mà chẳng ai lên tiếng cả, rồi nó muốn làm vậy làm, bằng chứng là đánh Iraq, dựng lên một cái chuyện vu khống đánh Iraq, đem khí tài quân sự vào đập con ta te tua, rồi Libya nè, Syria nè, tất cả những cái thứ đó đồ ba là Mỹ làm tuốt hết, mà chẳng ai là... trong khi đó thằng Nga mới gì động binh là đủ cái này, đủ thứ chuyện nhảy lên như là chiến lửa vậy. Cái này mình cũng nói chút xíu về vấn đề này, một cái đất nước mà cho mà do một cái thằng hề mà lại là làm lãnh đạo thì mày thấy hậu quả nó như thế nào rồi. Bởi vì cái thằng này nó không, nó thằng là tổng thống Ukraine, nó không có tâm và nó không có cái tầm, bởi vì nó xuất thân khi mà biến động mà coi như là theo tao nghĩ là tao không biết tao quên không, là cách Nhưng mà mạng bố con hỏi bố đây nè, con đồng ý với bố, con đồng ý với bố là một quốc gia mà để một tay diễn viên hề lên làm tổng thống thì cái chuyện đó rõ ràng rồi đúng không? rõ ràng Nhưng rồi. mà có bao giờ bố đặt câu hỏi, bố đặt câu hỏi là tại sao một diễn viên hài lại được lên làm tổng thống không? Thì đó đó, cái đó là tao Đó. không biết tao đã nói, nhưng mà là đó là cách mạng màu đây tao nói là có những cái chuyện nó chẳng có liên quan gì chính trị cả, nhưng mà nó thổi nó làm bùng nổ lên và nó lật đổ thay thế một cách đơn giản lắm. Đó là một cái hình, đó là một cái hiện tượng của cách mạng màu, và đưa một cái thằng hề lên làm cái thống lãnh một đất nước. Thì tao nghĩ, mà mày nghĩ cái chuyện hậu quả nó xảy ra là như vậy. Đặt trường hợp thí dụ ở một đất nước Ukraine mà nó có một cái ban lãnh đạo hoặc là một người lãnh đạo có tâm có tầm giống như Việt Nam mình, thì cái chuyện này chẳng bao giờ xảy ra được. Bằng chứng là chúng ta đang ở sát nách, sát sườn, sát nách đi bộ qua được với một cái đế chế rất ư là to lớn,
mà nó có lăm le thôn tính Việt Nam cả hàng ngàn năm nay rồi, chứ không phải mới đây, mà chúng ta vẫn bình yên như vậy. Thì mình phải đủ hiểu rằng cái trí tuệ của người lãnh đạo đất nước mình nó siêu việt cỡ nào. Trong khi đó một thằng hề lên lãnh đạo của một cái đất nước Ukraine, nghe lời NATO bơm thổi, phòng lũ lụt lên bơm thổi, đù mày làm đi, mày làm đi, cứ nghe lời, giống như ngu mà, thứ dân ngu mà, cho nên ra đó bây giờ nó cứ nó tan hoang là như vậy. Ở đây mình không nói, bởi vì mình là dân đen, mình không dám lạm bàn về vấn đề chiến sự hoặc là chính trị các nước, bởi vì mình không thấu hiểu tình đạt lý. Nhưng mà những cái điều mà khác, những cái mà hiện giờ đang xảy ra với Ukraine, đó là một cái bài học cho Việt Nam mình. Mà Việt Nam mình dư sức cái cần đéo học nữa. Tao làm thầy cho tao không đéo làm trò nữa đâu mà học với mày. Có điều đó mình thấy buồn cười. Trong khi đó ở nước Mỹ, hiện giờ thay vì hai đảng Cộng hòa và Dân chủ để mà hợp tác để mà đưa nước Mỹ trở lại hùng cường, thì ngược lại nó đang xé ra mà nó quýnh bao nhiêu tội lỗi nó dồn lên đầu của ông Joe Biden, đụng đập tay tua. Tức là vì cái chỗ đó, kể cả cái nước Mỹ gì cũng đang hỗn tạp, đang chính trị của nước Mỹ Chia hiện giờ rẽ, chia rẽ trầm chia trọng, rẽ tan nát. tan nát. Thì tao hỏi mày, nước Mỹ thì làm chó gì mà đủ sức để mà nước Mỹ yếu rồi, nó thẳng là nước Mỹ yếu rồi. Và tao cho coi một cái tin nữa, khối NATO đây. Thấy chưa, đây là tin chính thức của VnExpress đưa. NATO không đưa quân tới, không điều quân tới Ukraine là chết mẹ rồi. Được quá. Mày thấy ủa quá, gấu Nga thì ghê quá. Nói như vậy Dám đi, đưa để như vậy con, nếu nói như vậy để con hiểu rằng cái tiềm lực quân sự của thằng Mỹ theo mình không rành lắm, nhưng mà theo cái vấn đề này thì mình mới cảm thấy là nước Mỹ đang yếu yếu dần trên cái vị thế của các cường quốc thế giới mất lòng tin đó bố, đánh mất lòng đó. tin với cộng đồng quốc tế, Đó có nghĩa là mình biết nó, mình mới nói không mình còn mới uy nói tín nữa. đúng rồi, mà bây giờ nó hầu như nó bị yếu dần đi, là nguyên nhân xuất phát mình phải nói một cái là do cựu tổng thống Donald J. Trump, tức như là Tôi đồng ý. ông phá bỏ toàn bộ tất cả những cái gì mà nước Mỹ ngày xưa là được mệnh danh là sang đầm quốc tế, bây giờ nó không còn nữa đó. Nói như vậy cho mày hiểu rằng, nói về nước Nga một chút xíu, nước Nga thì bố chẳng biết nước Nga là ở đâu và bố từ xử gì, nhưng mà như nãy bố nói đó, là từ sau cái ngày giải phóng đó, cái ngày mà hai bắc hai hai miền bắc là nối lại với nhau, hòa bình Việt Nam trở lại, thì hầu như nước Nga đã giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều. Tôi coi bên tư liệu thì nước Nga đã xóa bỏ 95% tiền nợ chiến tranh của Việt Nam mình mắc nợ Nga, trong đó gồm một khí tài quân sự cái rất là gì đó hay. Ở đây mình khen một lời khen ở chỗ là người Nga đối với người Việt mình có tình. Tao chỉ biết nói vậy thôi, chứ tao không biết nói gì hết. Là bởi vì tao không biết nước Nga là ở đâu, nhưng mà đối với nước Nga, đối với Việt Nam mình, trong chiến tranh Việt Nam mình, nước Nga cũng đã hỗ trợ rất là nhiều, bằng chứng là quả tiễn Sam, hạ B-52, các cái đồ nhiều lắm, tao cũng không quan trọng gì đâu. Nhưng mà có một cái điều là tao có cảm tình, bởi vì đầu tiên á, cảm tình đối với nước Nga đối với người Việt mình là do lời ca tiếng hát. Tao đã từng nói mày rồi, Chiều Moscow, rồi những cái bài mà tình ca của người nước Nga xứ Bạch Dương, nó hay lắm mày, mày nghe lại mày thấy rất là hay. Nó chiếm từ 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 thì cái điều đó mình không biết dân Nga như thế nào, nhưng mà mình mới thấy là một cái điều là cái thứ nhất là mình muốn nói là cái thằng Ukraine này là có một cái tổng thống quá tồi, tất nhiên là họ không có đủ tầm, không đủ tâm và không có đủ lực để mà cai trị cái đất nước. Là bởi vì sao, anh này anh là một thằng hề, mình nghĩ lại nghĩ đi nghĩ lại thì mình mới cảm thấy là may mắn ở đất nước mình có những người mà có tâm có tầm và lãnh đạo đất nước mình, họ có một đầu óc rất ư là kinh khủng, phải thông phải tao vẫn từng nói mày rồi, họ nghĩ sâu nghĩ xa. Đây tôi kể một cái chuyện, đây là cái chuyện truyền miệng mà nghe nói có thật. Sau khi Việt Nam mình giải phóng đất nước xong rồi, năm 1970 mấy, 76, 77 gì đó, thì thời đó là thời của ông Lê Duẩn phải không ta? Ha? Đổ bừa Lê Duẩn. Thì tất cả những cái vũ khí khí tài của Việt Nam mình thì thu lại được của Mỹ mà còn bỏ lại, thì ta gom lại cái nào
hư thì sửa, con nào tốt đem cất vô kho và đi chuyển dần ra những cái trại, những khu bí mật ở vùng ráp danh miền Bắc với lại Trung Quốc. Và ông tuyên bố một câu rồi, sau này sẽ có chuyện dùng về 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 về, về phương Bắc vũ khí, vũ khí, cái vũ khí đó sẽ được dùng một ngày gần đây ở phía Bắc. Đùng một cái 1979 xảy ra cái chuyện biên giới phía Bắc chiến tranh với Trung Quốc, hay không? Mình mới ngạc nhiên, mình mới thấy về, mình mới thấy sợ mấy cái đầu của mấy ông đó. Có nghĩa là họ tiên đoán trước được những sự việc cách đây khoảng mấy năm tương lai á, tương lai có nghĩa là mấy năm, mình mới thấy kinh khủng. Và cái chuyện này nghe nói là có thật, chẳng qua là chuyện truyền thuyết, có thật. Họ đã dự trù, họ chuẩn bị trước khi cái chuyện nó xảy ra. Mà thấy ghê không? Thì bởi vì ta mới nói là hơn cho Việt Nam mình có những vị lãnh đạo đại tài. Nó không như giống như thằng Hề ở bên Ukraine. Và bây giờ tất cả mình thấy NATO nó bỏ mặt luôn. Nó đâu có gì quân ta đâu, không giúp đỡ, bẻ chứ đợi. Đó, nó nói cho mày hiểu là mình lạm bàn chút xíu thôi. Mình không có đủ trình độ để mình bàn tới vấn đề chính trị quốc tế. Mình không bàn vấn đề quân sự của các nước hai bên. Nhưng mà mình nhìn lại mình mới thấy là ôi thôi rồi, chắc là tiêu rồi. Gỗ ngà đi tới, có nghĩa là vậy. Thậm chí bây giờ thằng Mỹ cũng e dè, Mỹ cũng đâu có vô đâu, không có dạy gì nó vô làm gì. Bởi vì cái thằng Ukraine này đối với nó vô hiệu, vô ảnh hưởng, nó không có quyền lợi con mẹ gì hết á. Mà trong khi đó, đất nước của nó đang tành banh té mẹ này đủ, má giống như đồ cháu heo nè. Nào dịch bệnh, nào thất nghiệp, nào lạm phát, nào đủ trò, đủ cộng hòa, dân chủ, phan nhau tựa lưa, coi như một cái thể chế chính trị đang là thực sự là bất ổn. Nó đâu có dạy gì, nó chung vô kia, nó cứu mang chi nữa, cho nó đổ nợ ra nữa. Thành ra ổng là nói thì nói cái miệng dữ lắm, tao nghĩ là nói dữ lắm, rồi là đủ thứ chuyện trên đời, rồi cấm dừng các cái. Nhưng mà nghe có một bài báo rất là hay, anh cấm dừng anh là còn chết dữ nữa, anh cắt khi đốt là khối châu Âu còn chết dữ nữa, có nghĩa là cái khối châu Âu mà hiện giờ là mất khí đốt, ga của thằng Liên Xô đưa qua là còn chết dở nữa. Cho nên vì chuyện đó anh đang trong cái tư thế là tỷ thoái lưỡng nan. Nói thì nói vậy thôi, chẳng có dám làm gì đâu, theo tôi nghĩ là vậy. Và chiến tranh giữa Mỹ và Nga không bao giờ xảy ra. Thì cái hy vọng không bao giờ chuyện đó xảy ra. Bởi vì khi mà đúng cái chuyện đó xảy ra thì chiến tranh toàn cầu, để thế giới để chiến thứ ba nó xuất hiện. Nhưng mà không bao giờ có chuyện đó. Thì tao làm bạn thôi, mình là dân mà, mình chỉ làm bạn được nhiêu thôi. Mình bị cảm thấy là, nhưng mà cái ý bố muốn nói đây nè, các con thấy không, một lãnh đạo ngu si, một lãnh đạo đưa một thằng Hề lên thì đất nước nó là sẽ là như vậy. Nó sẽ là như vậy. Trong khi đó trước khi cái chuyện này xảy ra, Ukraine là một đất nước có vũ khí nguyên tử nha, có lò phản ứng hạt nhân nha. Mà bây giờ nó như vậy đó. Thì ta nói mày rồi, có nghĩa là khi mà làm chủ đất nước mà mình không làm tự làm chủ đất nước mình được, mà mình vay mượn nước ngoài, mình đưa rước cái bằng kiểu rước giặt vào thì thôi, nó là vậy thôi. Đó là cái chuyện bình thường, đó là chuyện, đó là sự trả giá, đó là sự trả giá. Ok, thì bố lên cho bố chút xíu, bố đi làm rồi bố lên bổ sung với con chút xíu, thì bố nhận định như thế nào. Đây là tính cách khách quan và cá nhân, không có dính líu, là tao không có dám làm bàn vấn đề chính trị thế giới đâu. Nhưng mà coi tình hình đó thì bây giờ Mỹ thì coi như án binh bất động, và thằng NATO cũng đính thu đính luôn, đùa quá. Thì tao nói rồi, tại bởi có do hỏi kỳ, trong khi thằng Mỹ nó quýnh bất chấp, mà thấy nó quýnh Iraq, nó quýnh một cách chuyện vô cớ, lấy lọ muối lên đi quơ tới quơ lui là nó kiếm chuyện nó quýnh rồi. Mà có ai đồ quá, tại vì thằng ra đủ mà phải làm được, sao tao làm được, đồ quá thế đó. Tao cười quá, tao buồn cười quá. Có nghĩa là sẽ có một ngày có người trả đũa, tao nghĩ bắt chước theo giống Mỹ thôi đủ má. Nhưng mà thằng này nó còn có lý, nó còn có những cái mà nó có thể, bởi vì ở trường Ukraine người Nga ở đó rất là nhiều, và hầu như ngày xưa nó cũng là một thuộc thành phần của những liên bang Nga cũ, phải không, khối liên bang ở lãnh thổ liên bang cũ. Thôi mình không bàn tới đó chuyện đó nữa, mà mình chỉ nói là cái điều là nhắn mình một cái câu như vậy rồi đó, cho một thằng Hề mà lên làm tổng thống là như vậy đó. Ok, thì bố lên chút xíu thì thôi, rồi bố phải tắm rửa đi làm, bữa nay đi làm mệt quá mẹ. Ok, đi làm luôn hả? Chưa, tắm rửa chuẩn bị rồi xong rồi là mình làm bạn chút xíu vậy thôi.
mà mày cảm thấy là nó một cái khác á. Tao chẳng trị chính trị cái này mày ra, nhưng mà tao vẫn yêu cái đất nước Nga, bởi vì lời ca đầu tiên là lời ca tiếng nhạc, còn thứ hai nữa là trước đó trước năm 75 thì người Nga đã giúp đỡ Việt Nam mình rất là nhiều để tái lập được cái hòa bình ngày hôm nay chúng ta có. À, như vậy là mình phải hiểu rằng, nhưng mà có hay cái nữa là họ xóa đỡ toàn bộ chiến tranh cho Việt Nam mình mới là ghê chứ. Đó là một. Còn hai nữa là cái ông Saddam Hussein, ông đã chết rồi, cũng xóa nợ cho Việt Nam luôn. Ồ, bởi vậy tôi nói mày rồi, có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà thôi để người khác nói đi. Rồi bởi sao tất cả mọi người dân ở Việt Nam mình, kể cả thế giới, hiện giờ đang chăm chú vào cái chuyện về tình hình chiến sự ở Ukraine. Thành ra mình ở cái diễn đàn của mình le que cái máy mỏng, hoặc là ta không nghe, bởi vì ta không để ý tới nữa. Người ta chỉ mũi dùi vấn đề chiến tranh của Ukraine. Đó, như vậy. Ok con, vậy ha. Dạ, cảm ơn bố Cầm. Rồi.